Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Chung Còi Apple TV. Hôm nay mình lại một số kèo lên cho tất cả anh em nhá. Lại tiếp tục rất chi là nhiều 12 con mắc về để phục vụ anh em nhá. Hôm nay đặc sắc hơn một chút là có cả 256. Thì những anh em nào hôm trước mà hỏi mình 256 mà hôm nay 256 cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Số lượng cũng không có nhiều. Đấy, số lượng cũng có khoảng 5-7 cây thôi. Còn lại vẫn là 128 là nhiều. Thì hôm nay mình vừa có một ít máy, vừa là hàng zin. Đấy, vừa nói chung là tất cả những máy bên mình bán ra, tình trạng mình sẽ báo rõ cho anh em nhá. Con nào zin sẽ báo zin, con nào mực sẽ báo mực, con nào phim sẽ báo mít phim. Đấy, con nào zin áp sẽ báo zin áp, con nào không zin sẽ báo không zin. Thì anh em mua hàng bên mình rồi, những anh em nào mua hàng bên mình rồi thì sẽ yên tâm đúng không? Còn những anh em nào chưa mua hàng bên mình, anh em nhá, thì mọi người ví dụ chưa đủ tin tưởng, anh em cứ có thể theo dõi mình qua YouTube hoặc là qua Facebook trang cá nhân của mình. Đấy, ngày nào mình cập nhật bán hàng cho anh em. Đấy, thì đến lúc nào anh em cảm thấy đủ tin tưởng này, đấy, giá cả hợp lý này mà phù hợp với anh em, thì anh em hãy nhấc máy lên gọi điện cho mình sẽ tư vấn anh em kỹ hơn nhá. Hôm nay không để mọi người đợi đâu nữa. Đầu tiên này, mình lên cho anh em một con iPhone XS anh em nhá, và tất cả những máy mình bán ra là bảo hành cho anh em là 3 tháng. Em ơi, quê chưa? Bảo hành 3 tháng và bảo hành main zin trọn đời máy cho anh em. Hôm nay không để anh em đợi lâu nữa này, mình lên cho anh em một con iPhone XS. Hôm trước là có XS màu đen, đấy, màu vàng và màu trắng. Hôm nay thì chỉ còn màu trắng thôi, vàng đen hết rồi anh em nhá. iPhone XS này, máy quốc tế Mỹ LLA 64GB. Mọi người ok chưa? Pin mình đã thay pin mới luôn, 100%. Nói chung là những cái dòng này mà không thay pin thì thực sự không làm được nhá. Vỏ đẹp dã man luôn, màn không vết xước anh em nhá. Vỏ đẹp tầm 99 luôn anh em nhá. Vỏ đẹp tầm 99 luôn. iPhone XS màu trắng, máy quốc tế full chức năng, pin 100%. Con này mình đã thay pin mới 100% cho anh em luôn rồi nha. Nên là mình để cho anh em ra là 4,5 triệu. 4,5 triệu cả phụ kiện, sạc, ốp, lưng cường lực và bảo hành 3 tháng cho anh em. Đây là XS 64GB, pin thay mới 100% rồi nha. Là 4,5 triệu. Hôm trước không thay pin để cho anh em ra 4,3 triệu đúng không? Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 64GB màn GX, pin mới 100%. Máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì anh em nhá. iPhone 11 64GB màn GX, pin mới 100%, máy quốc tế, không lỗi lầm gì anh em nhá. Với cái đi đầy đủ cho anh em luôn. Con này thì mình báo cho anh em là đã thay màn nhá, còn lại là main zin anh em nhá, pin mới, pin thay mới 100%. Đấy, máy Nhật này, pin mới 100%, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì anh em nhá. Pin mới 100 này, anh em ok chưa? Hiển thị pin bình thường đủ cho anh em luôn. Tình trạng pin 100%, máy màu trắng, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì. Hôm nay để luôn cho anh em hôm nay với giá là 4 triệu bao nhiêu ạ? Để luôn cho mọi người với giá là 4,250,000 anh em nhá. Bớt cho anh em 50 rồi. Hôm trước để cho anh em là 4,3 triệu. Hôm nay để cho anh em giá là 4,250,000 cho anh em, 4,250. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 64GB màu vàng. Màu vàng chép luôn. Máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì, main zin màn zin anh em nhá. Con này bản Nhật, 64GB, pin thì là 8x, 8 mấy thì mình xem, 87 anh em nhá. iPhone 11 máy quốc tế full chức năng, pin 87%, 5,300,000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max bản 256GB, máy quốc tế màn mực, pin đang là 83%, mực trên này nhá. Mực trên này hôm nay mình để cho anh em với giá là 6,2 triệu thôi. iPhone 11 Max máy Mỹ LLA 256GB, mực tí trên này nhá, 6,200,000 đồng cho tất cả anh em luôn. Pin 83%, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì. 6,200,000 đồng cho anh em. 6,200,000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max cũng bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, cũng màn zin mực dưới này. Con này cứ để cho anh em giá là 6,2 triệu luôn, chi cho anh em nhá. Hai con đều để cho anh em giá là 6,2 triệu. iPhone 11 Max máy Mỹ LLA 256GB, máy quốc tế full chức năng. Con này cũng mực dưới, con xe kia thì mực trên. Mà con này được cái là pin cao 85, để cho anh em ra 6,2 triệu bằng con này nhá. Hai con 6,200,000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max bản 256GB, máy quốc tế màn phim bé. Pin này 82-83%, màn phim đây, phim dưới này anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng, không lỗi làm gì. Con này mình để cho anh em với giá bao nhiêu ạ? iPhone 11 Max 256GB. Mọi người ok chưa ạ? Để cho mọi người với giá là 6 triệu bao nhiêu ạ? 6 triệu. Con này màu vàng gold à. Màu vàng gold để cho anh em với giá là 6 triệu.
800.000 đồng cả phụ kiện. Anh em nào không lên phụ kiện thì để cho em ra 6.700.000 anh em nhá. iPhone 11 Max 256GB, máy quốc tế full chức năng màn phim bé, 6.700.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%. Con này mình báo luôn là bản 256 nhá. Ui dồi ôi. iPhone 12 256GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì, 7.100.000 đồng cho anh em luôn. iPhone 12 Pro, iPhone 12 thường bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, pin mới 100%, 7.100.000 đồng cho tất cả mọi người nha. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 đây, nhỏ gọn hiệu năng khủng cho anh em đây mà giá cực kỳ là bé rẻ đây. iPhone 13 thường, máy quốc tế full chức năng, con này màn zin nhưng mà màn lôi GX đâu nhá. Máy quốc tế full chức năng màn zin này, pin máy Mỹ LLA 128GB này, pin zin đang là 8X. Chắc tầm 8, ui dồi ôi, pin 100% luôn anh em ơi. Pin 100 mực một tí dưới này nhá, dán cường lực ngon, cảm ứng mượt anh em nhá. Con này để cho anh em hôm nay, con này pin 100 rồi đúng không? Bình thường là bán cao hơn, thôi hôm nay để cho anh em ra bằng giá 7.900.000 anh em nhá. 13 thường 7.900.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max, máy đẹp keng anh em nhá, zin áp anh em ok chưa? 12 Max 256GB, đẹp keng zin áp anh em ok chưa? Đẹp keng zin áp anh em nhá. Con này mình báo luôn là màn ám mờ đây này. Anh em nhìn này đấy, nó ám mờ này. Nếu mà anh em đi đây nhá, 12 Pro Max này bản 256 này, đẹp keng zin áp anh em nhá, không zin tặng máy luôn. Nếu mà để màu đen này thì quá ngon anh em ạ. Nếu mà để màu đen này không nhìn thấy gì luôn. Màn không, gần như không có xước anh em nhá. Đẹp keng luôn. Rồi ok, cái chỗ này là cái bụi bụi này. Đấy mình lau đi này. Đấy, iPhone 12 Max 256GB màu xanh, đẹp keng zin áp mọi người ok chưa ạ? Đẹp keng zin áp luôn. Con này pin đang là 9 xem nào. Mình xem pin bao nhiêu, pin cao sao ấy. Con này mình nhớ không nhầm là pin cao 9X. Ủa, pin 93% mọi người nhá. 9.200.000 đồng cho anh em. iPhone 12 Pro Max 256GB, đẹp keng zin áp, 9.200.000 đồng cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%. Con này thì màn cũng bị ám anh em nhá. Đấy con này màn ám này. Để cho anh em hôm nay con này pin mới rồi. Con này pin mới 100 rồi. iPhone 12 Pro Max pin mới 100%, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá. Màn ám, con này thì vỏ màu trắng, nói chung vỏ cũng đẹp, cam với nét căng. Con này mình để cho anh em giá là 9.100.000 anh em nhá. 12 Max 256GB 9.100.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max 128GB màn mực. Con này máy quốc tế full chức năng, pin 84-85%. Con này hôm nay để cho anh em giá là 7.900.000, người ok chưa? iPhone 12 Max quốc tế full chức năng, máy Mỹ LLA 128GB mực ở dưới này. Đấy, còn lại là dùng mọi chức năng ok hết, không ảnh hưởng gì nhá. Màn test ok hết cho anh em nhá. Đây, màn đây anh em, test nói chung là màn zin mà. Anh em nhá, màn zin mà. Đấy, đây, mình test cho anh em này. Màn zin đây. Nói chung là đây, tay mình hơi rít thôi, nói chung nó không được. Ở đây, tất cả đây đi qua cả mực các kiểu cho anh em nhá. Đấy, đi qua cả mực các kiểu cho anh em đây. Anh ok chưa? Đấy, qua cả mực các kiểu cho mọi người luôn. Nói chung là màn cảm ứng ngon, nó là màn zin anh em nhá. Nó là màn zin, không phải là màn lôi hay màn GX gì cả. Đây, đi qua các kiểu cho anh em đây. Con này mình để cho anh em ra là 7.900.000. iPhone 12 Max 128GB, 7.900.000 đồng cho anh em, máy quốc tế hết nhá. Mình không bán máy lọc. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max nữa, 128GB, hình thức đẹp 99. Con này mình báo luôn hình thức đẹp 99 luôn. Ui dồi ôi, thực sự mà anh em nha, còn những con vỏ xanh này thì iPhone 12 Max đẹp 99%, máy quốc tế full chức năng màn thay, pin mới 100%, 8.000.000 anh em nhá. Đẹp 99, pin mới 100%, 8.000.000 đồng cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB, máy quốc tế full chức năng, full face đi, con này màn zin nhá, pin 83. Con này mình để cho anh em với giá là 11.000.000 bao nhiêu ạ? iPhone 12 Max màu vàng gold, máy quốc tế Mỹ LLA 64GB, màu vàng gold anh em nhá. Để cho anh em là 11.800.000 đồng nhá. Màu vàng gold 12 Max 128GB, 11.800.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max nữa, bản này là bản 128GB, máy quốc tế full chức năng màn ám. Con này màn ám thì để cho anh em với giá là 8.000.000 mới ạ. Màn ám nhá, pin kém nhá, để cho anh em với giá là 8.300.000 anh em nhá. Màn ám pin kém 128GB, vỏ ok, 8.300.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max nữa, bản 256GB, đẹp keng zin đét đẹt luôn. Con này zin áp luôn nhá, nhưng mà mình đã thay pin mới rồi. Đấy, con này mình thay pin mới thì nói chung là tai nạn anh em ạ. Đây, thay pin mới thì mình thay phôi mà.
thay pin mà, thay pin thì nó sẽ không ấy nhá, không không hiện phần trăm pin anh em nhá. Bởi vì đây mình không 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 còn cái cáp gốc của nó, bởi vì lúc mà mình nhập con này về thì là máy nó cũng là báo pin rồi. Đấy nên là mình thay pin rồi nên nó vẫn báo pin anh em nhá. Còn lại mình bao zin hết, người quê chợ, mình bao zin hết. Mình bao zin hết, main zin hết, màn zin hết, vỏ zin hết, pin thay mới 100% thôi anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì, con này để cho anh em giá là 11 triệu bao nhiêu ạ? Để cho anh em với giá là 11.900.000 đồng, bản 256GB đẹp keng luôn, màn không vết xước anh em nhá. Máy đẹp keng, 11.900.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max quốc tế ám mờ anh em nhá. 128GB, máy quốc tế full chức năng màn ám ám đây anh em nhá. Mình để cho anh em với giá là 9 triệu 128GB. Đấy, à con này pin kém. Con này pin kém anh em nhá. Ui pin kém, sorry anh em, pin kém để cho anh em giá là 7 triệu 8. À 8 triệu 8 anh em nhá. Pin kém để cho anh em giá là 8 triệu 800.000 đồng anh em nhá. 8 triệu 800.000 đồng cho anh em. 8 triệu 8, 12 Max 128GB, máy quốc tế full chức năng, màn zin ám mờ 8 triệu 8. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con iPhone 13 Pro. Đấy, hiện tại mình đang còn hai con này nhá. Cái con pin 8670 thì mình bán rồi. 12 Pro đẹp keng, đẹp quên lại keng, đẹp tầm 99 thì 8599 thôi anh em nhá. Con xanh zin áp, con đen thì mình đã mở ra rồi. Mình bao zin hết anh em nhá. Hai con này mình để cho anh em giá là 12 triệu. Màu xanh là 12 triệu rưỡi, màu đen là 12 triệu 6 anh em nhá, kèm full phụ kiện sạc ốc đương cường lực. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 64GB hàng zin full zin áp anh em nhá. Zin full zin áp, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Máy màu trắng, ngồi ok chưa ạ? Để cho mọi người với giá là 6 triệu bao nhiêu ạ? iPhone 12 thường, máy quốc tế zin áp, pin kém 6 triệu 3 anh em nhá. Mình để cho luôn cho anh em với giá là 6 triệu 250 nghìn duy nhất hôm nay, 6250. Đẹp. Đấy màn đẹp này, zin áp luôn anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max bản 256GB, đẹp keng zin áp anh em nhá, cũng đẹp keng zin áp luôn. Pin zin 8X không zin tặng máy luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 6 triệu 600 nghìn đồng. iPhone XS Max máy Mỹ, à máy Nhật bản 256GB, đẹp keng zin áp nhá, 6 triệu 6. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone gì đây? iPhone XR anh em nhá, 64GB, cũng đẹp keng zin áp luôn. Đấy, anh em cứ bảo sao em bán nhiều đẹp keng nhá. Đây anh em tự đánh giá luôn anh em nhìn này. Chân sạc trắng tinh anh em nhá. Chân tạc sạc trắng tinh luôn, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. iPhone XR đẹp keng zin áp, pin zin 8788%, bản 64GB, để cho mọi người giá là 4.400.000 đồng đây. Chân sạc trắng tinh, lỗ loa trắng tinh đây, 4.400.000 đồng, màn zin không một vết xước, vỏ zin keng luôn anh em nhá. 4.400.000 đồng cho anh em thiếu mỗi cái hộp thôi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR 128GB. Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này cũng đẹp keng zin áp, màu đỏ nhá. Pin zin là 8x8788%. Cũng đây anh em nhìn này, đẹp như thế này, áp căng đét không mút được luôn anh em. 4.600.000 đồng bản 128GB, 4.600.000 đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone, một con Samsung A23 anh em nhá. RAM 4128GB, pin 5000, để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? Mình để cho mọi người với giá là 3 củ thôi. 3 triệu đồng Samsung A23 anh em nhá. Màn to pin trâu, chiến mọi loại game. Đấy, gọi là loại game nhẹ nhẹ thôi. Đấy 3 triệu cho anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone gì nữa đây? Lại iPhone 11 Max màn mực 6 củ cho anh em. iPhone 11 Max màn mực, máy quốc tế full chức năng full face đi. Con này mình báo luôn là đã thay pin mới 100% rồi. 6 triệu đồng anh em nhá. Máy quốc tế 256GB. Đấy 6 triệu. Xin lỗi tất cả anh em nhá. Đấy mình đang quay video thì có anh khách gọi đây. Mình quay lại với anh em đây. Một con iPhone XS nhá, máy quốc tế full chức năng 64GB. Mình báo luôn là mình đã thay pin mới 100% rồi nha. Vỏ đẹp tầm 99 luôn, main zin màn zin, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Cũng là máy Mỹ, còn hai con trắng luôn anh em nhá. Cũng là máy Mỹ, còn hai con trắng, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá. XLA này 64GB này. Con này mình cũng để cho anh em với giá bao nhiêu ạ? Cũng 4.500.000 đồng cho anh em thôi. 4.500.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình có số kèo đây lên cho tất cả anh em. Những anh em nào đang yêu quý hay đang cần mình tư vấn máy nào cứ nhắn tin là gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video ngày hôm sau. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ mình. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào video gần nhất nha. Bye bye, chào tất cả anh em.